thưa quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm thực hiện mục tiêu tháo gỡ thẻ vàng thủy sản trong năm 2024 cùng với các địa phương ven biển trên cả nước, tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ cấp bách trọng tâm thời gian qua ban chỉ đạo tỉnh về iuu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra về nội dung này tại các huyện thị xã thành phố ven biển và các cảng cá tiến hành ra soát lập danh sách tàu cá ba không đăng ký không đăng kiểm không giấy phép khai thác để có phương án quản lý phù hợp xử lý tàu cá chưa lắp thiết bị giám sát hành trình tàu mất kết nối trên biển nhiều ngày qua đó nhận thức của ngư dân các tổ chức cá nhân về luật thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành luật được nâng lên rõ rệt Đến nay, 100% tàu cá trong tỉnh đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Việc đánh dấu tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tàu cá đạt từ 95 đến 100%, số tàu cá còn hạn đăng kiểm đạt tỷ lệ trên 81%. Chúng tôi đã đặt ra cái mục tiêu là phải thường xuyên tuyên truyền và thường xuyên tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm rồi từng bước để sẽ để cho người dân nâng cao cái việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Đợt làm việc với đoàn thanh tra EC lần thứ 5 vào tháng 6 tới đây sẽ là cơ hội để Việt Nam tháo gỡ thẻ vàng thủy sản. Thời gian không còn nhiều, do vậy ngành chức năng các địa phương liên quan trên địa bàn tỉnh cần quyết liệt hơn trong tuyên truyền quản lý đội tàu, kiểm tra và xử lý vi phạm. Đặc biệt, mỗi người dân cần tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động nghề cá, góp phần cùng ngành thủy sản cả nước sớm đạt được mục tiêu tháo gỡ thẻ vàng của EC. Cũng trong sáng nay, Sở Lao động và Thương binh Xã hội phối hợp với Trường Trung cấp Thương mại và Du lịch Thanh Hóa, tổ chức Ngày hội Tư vấn Hướng nghiệp, Tuyển sinh Giáo dục Nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho các em học sinh, học viên của trường. Ngày hội Tư vấn Hướng nghiệp Khởi nghiệp hỗ trợ việc làm thu hút sự tham gia của hơn 12 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và 400 học sinh, học viên trong trường. Tại đây, các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã quảng bá, giới thiệu về môi trường học tập, ngành nghề đào tạo, cơ hội việc làm, chế độ đãi ngộ cũng như cấp phát tờ khai hỗ trợ học sinh và người lao động đăng ký học nghề ở các cấp trình độ đào tạo. Các doanh nghiệp tổ chức tuyển dụng lao động tại các vị trí việc làm thiếu lao động, đồng thời ký kế kết thỏa thuận về đào tạo, cung ứng nhân lực, đặc biệt nhân lực có tay nghề giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp. Ngày hội là dịp để các học sinh trường trung cấp thương mại và du lịch Thanh Hóa có cơ hội tiếp xúc, thể hiện năng lực bản thân và tìm kiếm chuyên ngành đào tạo đúng năng lực bản thân, được tư vấn, cung cấp thông tin về thị trường lao động để lựa chọn ngành nghề phù hợp trong tương lai. Liên quan đến vụ việc một tàu cá của xã Quảng Nham, huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa bị chìm trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh, sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm, lực lượng thợ lặn đã tìm thấy 3 trong số 4 ngư dân mất tích trên biển. Ba nạn nhân đã được tìm thấy trong cabin tàu, một nạn nhân còn lại là anh Hoàng Văn San chủ tàu cá vẫn chưa được tìm thấy. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm. Như trước đó đã thông tin vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4 năm 2004, tàu của ông Hoàng Văn San, thôn Điền xã Quảng Nham mang biển số TH90088TS đang khai thác tại khu vực phía bắc thuộc vùng biển tỉnh Quảng Ninh thì bị sóng to lốc lớn đánh chìm. Trên tàu có 8 lao động đều là người xã Quảng Nham, huyện Quảng Sương. 4 lao động được các tàu cùng tổ đội cứu sống, còn 4 lao động mất tích. Huyện Quảng Sương đã phối hợp với các gia đình chức năng hỗ trợ thăm hỏi động viên các gia đình có người dân gặp nạn. Thưa quý vị và các bạn, vào thời điểm này, các doanh nghiệp cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Sầm Sơn đang khẩn trương hoàn tất các điều kiện cho mùa du lịch hè năm 2024. Năm 2024, thành phố Sầm Sơn có hơn 710 cơ sở lưu trú với gần 25.000 phòng trong đó có nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng, biệt thự du lịch cao cấp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong nước và quốc tế. Các đơn vị cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống lưu trú trên địa bàn đã chủ động lên kế hoạch chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, tuyển dụng lao động, bồi dưỡng nhân lực để sẵn sàng cho mùa du lịch mới. Theo ghi nhận, lượng khách đặt phòng cho các ngày nghỉ lễ sắp tới từ ngày 28, 29, 30 tháng 4 ở nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú tại Sầm Sơn đã đạt 100%, hai ngày còn lại của kỳ nghỉ đạt 70% đối với cả FLC Sầm Sơn, Sơn thì được biết đến là khu vực nghỉ dưỡng năm sao. Thế tuy nhiên là chúng tôi hiện tại chúng tôi cũng đang thay đổi một chút về cái về cái cơ cấu về giá. Chúng tôi cũng đang mong muốn rằng là đưa đến một cái thông điệp đến khách hàng của khu vực tây bắc, khu vực nội nội tỉnh cùng với cả những cái tỉnh các tỉnh thành ở, ở trên đất nước mình thì chúng tôi cũng đang mong muốn rằng là sẽ đưa đến cái thông điệp rằng là ở khách sạn FLC Sầm Sơn, Sơn là khách sạn năm sao, tuy nhiên giá rất là hợp lý và chúng tôi sẽ đánh vào tùy từng đối tượng khách hàng chứ không phải là chúng tôi cũng đánh vào những đối tượng khách hàng chuyên biệt. Sầm Sơn đã và đang khẳng định sức hút của mình bằng cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, cơ sở tầng ngày càng khang trang hiện đại. Các loại hình dịch vụ liên tục phát triển đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. Đặc biệt, lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn năm 2024 và khánh thành quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội của thành phố sẽ diễn ra vào tối ngày 27 tháng 4 năm 2024 tới đây, được kỳ vọng sẽ là sự kiện hấp dẫn thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Từ 45 điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật, đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chỉ còn 5 điểm tồn lưu có nồng độ chất ô nhiễm cao hơn so với quy chuẩn. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong công tác xử lý môi trường đất tại các điểm tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật trong thời gian qua. Trước đây trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 82 cơ sở điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý triệt để, trong đó có 45 điểm tồn lưu hóa chất thuốc bảo vệ thực vật. Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Trung tâm Phân tích và Chuyển giao Công nghệ Môi trường khảo sát, lấy mẫu, đánh giá hiện trạng và xử lý môi trường tại các điểm này. Đến nay đã có 13 điểm được xử lý triệt để ô nhiễm và rút khỏi danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 27 điểm có nồng độ ô nhiễm thấp hơn quy chuẩn được đề nghị đưa ra khỏi danh sách ô nhiễm nghiêm trọng. Hiện trên địa bàn tỉnh chỉ còn 5 điểm tồn lưu có nồng độ chất ô nhiễm cao hơn so với quy chuẩn cần xử lý triệt để. Trong thời gian vừa qua thì sở cũng đã tham mưu cho ban tỉnh để xây dựng cái dự án, tiếp tục điều tra để đánh giá cụ thể xem là cái dư lượng còn lại là nó bao nhiêu để từ đó xây dựng cái kế hoạch cụ thể để mà giải quyết triệt để được cái vấn đề này. Thì đồng thời thì sở cũng đã báo cáo với bộ tài nguyên môi trường để có những cái nguồn kinh phí để hỗ trợ cho địa phương. Từ những kết quả đạt được trong việc xử lý môi trường đất tại các điểm tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật, sở tài nguyên và môi trường đã tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản gửi các địa phương để quản lý cảnh báo các tác động có thể xảy ra để có những khuyến cáo kịp thời giúp người dân yên tâm sinh sống, sản xuất và phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Khoảng 21 giờ ngày 23 tháng 4 năm 2024, tại một số địa phương trên địa bàn huyện Thọ Xuân xuất hiện mưa đá kèm theo gió mạnh. Trận mưa lớn xảy ra ban đêm, không gây thiệt hại về người, song gây thiệt hại một số diện tích hoa màu của người dân. Theo thống kê chưa đầy đủ, đến 9 giờ ngày 24 tháng 4 năm 2024, toàn huyện Thọ Xuân có trên 170 hectare ngô non bị đổ gãy hoàn toàn, Ngoài ra, còn trên 76,9 ha lúa và 45 ha rau màu bị gió dập, khả năng thu hoạch không đáng kể. Trong đó, xã Thọ Hải là một trong những địa phương chịu thiệt hại lớn nhất với hơn 100 ha ngô đang giai đoạn đông sữa chắc hạt bị đổ gãy hoàn toàn. Gần 7 ha rau ăn lá bị dập và một số diện tích nhà lưới bị gió thổi rách. Ở một số địa phương như xã Xuân Giang, Thọ Diên, thị trấn sao vàng của huyện Thọ Xuân cũng đều bị thiệt hại do gió mạnh và mưa đá. Trước tình hình trên, lãnh đạo huyện Thọ Sơn đã chỉ đạo các địa phương đơn vị trong huyện khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Thực hiện kế hoạch số 162 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về cao điểm tổng kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với người điều khiển phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện, Công an huyện Hà Trung đã bố trí lực lượng triển khai phương án tuần tra, kiểm soát để phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm từ ngày 15 tháng 4, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Hà Trung đã phối hợp với các đội nghiệp vụ của công an huyện và lực lượng công an xã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy vi phạm luật giao thông đường bộ. Qua kiểm tra cho thấy, các vi phạm phổ biến gồm không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, chạy quá tốc độ cho phép. Chỉ trong vòng một tuần ra quân, từ ngày 15 tháng 4, Đến ngày 22 tháng 4 năm 2024, Công an huyện Hải Trung đã xử lý 105 trường hợp người điều khiển mô tô xe gắn máy vi phạm, phạt tiền 157 triệu đồng, tạm giữ 48 phương tiện, tước giấy phép lái xe 10 trường hợp. Đáng chú ý, số người vi phạm là thanh thiếu niên học sinh chiếm đa số. Thời gian tới, Công an huyện Hà Trung sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra lưu động, chốt chặn 24 trên 24 giờ trên tất cả các tuyến đường để kiểm tra xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện mô tô xe gắn máy vi phạm giao thông đồng thời phối hợp với các ngành các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông và hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông do mô tô xe gắn máy gây ra. Bản tin 18 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại